đến thành phố Lào Cai, nhất định bạn phải thưởng thức các món đặc sản ở thành phố này, ở trên vùng Tây Bắc nói riêng, nói chung, và ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai nói riêng, có những món thuộc về đặc sản vùng miền như gà đen, gà chạy bộ, lợn bản, lợn mường, các món cơm lam, các món lợn được chế biến rất công phu như lợn nướng mẻ, lợn hấp, lòng lợn, tiết canh lợn. Các món gà, gà đen thì tôi cảm thấy món gà hấp là ngon nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể gọi gà nướng, da gà giòn, mỏng và mỡ mỡ, ăn béo ngậy, rất tuyệt vời. Đây là một quán rất tuyệt vời, bạn hãy đến trải nghiệm.